Rồi chế nhiều lên bị. Wow, trời ơi nó xì ra. Rồi để coi chiếc bi nặng hình gấu nha. Trời, sắp ra gấu rồi nè. Chí Bi ơi, trước khi chơi là phải ăn sáng. Ăn nhiều mới có sức chơi. Chí Bi ăn hamburger này đi. Anh cũng chưa ăn sáng á. Anh cũng muốn có sức. Có hamburger không? Cho anh đi. Bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất. Nhiều nhiều xíu nè. Nó xíu vậy. Ủa Bi Bo, mấy cái này là gì đẹp quá vậy? Nhai hết đi rồi nói. Ủa Chí Bi, hôm nay tụi mình làm gì vậy Chí Bi? Hả? Sushi hả? Oh. Cái này là phải đồ ăn sushi thiệt không? Thiệt không Bi? Thiệt hay giả? Không. Không hả? Vậy là cái này là gì? Sushi. Chơi. Được chơi hả? Được chơi vậy? Có thể ăn được luôn. Trời, đồ chơi mà có thể ăn được hả Chí Bi? Wow. Vậy Chí Bi ăn cho ba coi coi. Yeah. Không, 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 phải tháo ra mới ăn được. Bây giờ mình sẽ tháo món đầu tiên ra là gì đây? Chí Bi chọn đi. Đầu tiên chúng ta ăn sáng chúng ta ăn cái gì? Bồ cầu. Bồ cầu. Trời, em sáng mà ăn bồ cầu hả? Thôi, bây giờ mình sẽ nặng nhiều món quá, không biết chọn món nào luôn. Ủa này sao có quá trời hình đây vậy? Là gì vậy? Hả? Cái này giống nước sét vậy á, có thể nặng ra hình. Ôi, nặng hình sushi, nặng hình pizza khoai tây chiên, nặng hình bánh donut nữa hả? Sushi nữa. Wow, giống nước sét vậy chứ Bi. Wow. Còn có thể ăn được nữa, nặng xong ăn được luôn. Wow. Đầu tiên chúng ta sẽ mở cái hộp sushi này ra. Chí Bi mở hộp gì vậy? Đầu tiên mẹ nói là mở hộp sushi mà Chí Bi cái đồ mở hộp cầu tiêu vậy? Sushi ăn xong rồi mới đi cầu tiêu chứ. Ủa? Mở lâu quá. Thấy không? Để Chí Bi mở cho. Mở gì lâu lắc. Bi Bo mở một tiếng, chắc Chí Bi mở một ngày quá. Lâu gì? Coi ở trong có gì nha anh em. Đồ, giật mạnh lắm. Thôi mở lâu quá để tôi mở luôn cho. Ủa đâu mất tiêu rồi? Hả? Đây nè anh em, để mở ra coi có gì. Mình sẽ làm món này đầu tiên nha. Ôi Chí Bi, đừng có mở nữa, mình làm món này đầu tiên cái đã rồi mới mở tiếp. Bây giờ mở này ra coi có gì ở trong nha. Nope. Điều duyên quá. Thôi mình chơi hai món luôn em, Chí Bi đầu mở món cầu tiêu nữa. Để mở cho. Cái gì? Tiêu có nước gì nè. Cầu tiêu có nước gì đen đen thối thối giờ mới Chí Bi. Còn rất là nhiều món luôn. Nhưng mà tụi mình sẽ mở đầu tiên là món sushi trước đã. Chí Bi nó cứ thích cầu tiêu hoài à. Làm với mẹ sushi đi. Nope. Đầu tiên người ta sẽ cho mình mấy cái bịch nha anh em. Ủa mấy cái bịch này mà làm ra được sushi luôn hả? Ừ. Đầu tiên chúng ta sẽ xé bỏ bịch màu xanh vô nha anh em. Hả? Không, phải xé ra rồi mới bỏ vô. Nope. Hả? Bỏ con gác luôn hả? Đầu tiên chúng ta sẽ rửa tay để sát khuẩn khi làm đồ ăn. Rồi mới chơi được nha. Đó, chiếc bi rửa tay sạch sẽ rồi đó. Quá giỏi luôn. Trời, Nani? Rửa tay sát khuẩn xong rồi gãi nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt bịch màu xanh ra trước nha. Không đổ ở đây. Đường hả? Đâu phải đường. Này là bịch màu xanh đó, mình pha ra để mình nặng đồ ăn chứ không phải đường. Giống đường thôi. Hả? Trắng bóc mà không thấy gì hết. Đầu tiên chúng ta cần nước đổ ra đây để trộn bột. Rồi. Nhiều quá không được. Nhiều quá ngập luôn. Quậy lên, bây giờ chúng ta sẽ quậy lên nha, để coi Chí Bi quậy lên nè. Quậy đi Bi. Trời ơi, sao quậy lên giống cơm quá à. Y chang luôn. Chanh nắp bụng. Này không phải cơm thiệt nên đâu phải là đói bụng lăn đâu. Này là chỉ là làm đồ chơi thôi. Cơm mới đặt lại nè Chí Bi. Không phải xì lam, nó giống xì lam thôi chứ là cơm. Có cơm rồi, đầu tiên chúng ta sẽ làm món màu cam này trước nha. Vậy đi kiếm bịch màu cam pha ra. Có bịch màu vàng, màu hồng, màu xanh, màu đen. Bịch màu cam đâu rồi? Hả? Trời ơi, bịch màu cam mà đi ngồi dưới đít. Yeah.
xé bên một cam cái đi bi. Trời, kéo ở đâu mà đi cắn vậy? Ừ. Có kéo kìa. Cảm ơn bi. Wow, một cam. Chúng ta sẽ lấy ấm bơm, bơm nước vô nha. Ê, đổ rồi. Bóp vô, không bóp nha. Bóp vô. Wow, giỏi với ta. Rồi, trộn đi. Tiếp theo chiếc bi sẽ quậy lên nha. Chiếc bi giỏi quá, nay làm đầu bếp luôn. Chiếc bi nặng trứng cá màu cam, còn mẹ sẽ làm cái hình vuông. Đúng rồi, trứng cá màu cam, sushi hình. Ủa, sushi là hình tròn, ba ơi, lộn rồi. Mấy cái khác mới mà hình vuông. Còn sushi màu cam này là hình tròn. Ủa, trứng cá trong này là hình tròn. Mình làm cái này hình vuông làm sao được. Hả? Để chiếc bi chỉ cho nè. Hút vô rồi. Rồi đó, bóp ra. Rồi. Trứng cá nguyên một bãi vậy. Chúng ta phải làm những cái hình nhỏ xung quanh nha. Đừng có làm nguyên bãi giống gì nha. Mình chưa làm cầu tiêu nha Bi. Cầu tiêu một xíu mình sẽ làm sao nha. One hour later. Ủa sao làm hoài không ra trứng cá hình tròn vậy chứ Bi Bo? Bà này nó bán nó có cho hướng dẫn hết luôn nè. Chủ hướng dẫn nó nói tiếng Nhật sao hiểu. Bi hiểu không? Đúng rồi anh em. Đây nó có hướng dẫn mà tiếng Nhật không à. Chúng ta làm đại đi chừng nào ra thôi. Ra không? Hình tròn không? Trứng cá là hình tròn nha anh em. Này Bi Bo làm ra hình... gì? Chết rồi, giờ sao ta? Vi Bo làm không ra được trứng anh em, nó ra tùm lum hết á. Nope. Trong hướng dẫn nó nặng vô nước để nó ra mà sao nó không ra. Chứ bị nó nặng một chùm trứng. Giống quá. Sao bên đây chứ Bi làm ra được những cái chấm hình tròn nè. Hả? Wow. Con lại biết con. Bây giờ chứ Bi sẽ đổ trứng vô chén nha anh em. Đúng rồi đó. Wow, giỏi quá. Rồi bây giờ mình đổ hết trứng vô chén nha, xong rồi bỏ lên sushi nha. Nani? Ê lộn rồi, cái đó nước. Cái này là nước, bên đây là trứng nè. Bây giờ mình sẽ nặn cái miếng màu đen đen xung quanh sushi nha anh em. Rồi đưa cho mẹ đi. Trời, người ta đẹp nó nặn cái cục xít luôn rồi. Đưa cho mẹ nặn ra cho nó dẹp đi, cho nó cuốn quanh cái sushi nè. Mình phải nặn dẹp giống vậy nha. Rồi cuốn quanh sushi đi. Rồi, bắt đầu giống sushi rồi đó anh em. Cuốn xung quanh cái miếng cơm nè, sau đó bỏ trứng lên. Bỏ trứng cá lên. Mấy cái này là toàn đồ chơi thôi nha anh em, chứ không phải sushi thiệt đâu nha, nhưng mà rất là giống sushi thiệt luôn. Wow, giống rồi. Làm ra sushi nè chứ Bi. Nè, đứt xét rồi nha, mà người ta nói là có thể ăn. Thì chứ Bi ăn thử ơi. Con giận rồi. Con giận rồi hả? Bi Bo. Nope. Ai? Ủa sao làm nói là đứt xét có thể ăn mà đứa nào đứa đó cũng lấy cớ không chịu ăn hết vậy? Vậy ai ăn? Chua ngọt ngon lắm. Chị Bi cầm lên cho mọi người xem đi. Bây giờ tụi mình sẽ làm cái bồn rửa. Cầm lên cho mọi người xem là phải cầm gì nè. Bây giờ tụi mình sẽ làm cái cầm gì nè. Bây giờ tụi mình sẽ gì vậy? Mệt quá đây. Đây nè, ngồi xuống. Bây giờ tụi mình sẽ làm cái bồn nước rửa chén có xà bông ở trong màu trắng nè. Yes. Nhưng mà đặc biệt cái là xà bông này có thể đúng rồi, có thể ăn. Đây là xà bông có thể ăn nè anh em. Đồ chơi bên Nhật ghê quá. Nhưng mà xà bông thường mình không được ăn nha. Ăn là chết đó. Đầu tiên chúng ta sẽ đổ nước vô như mọi khi. Rồi, rồi được rồi, ít thôi. Chứ Bi kiếm kéo mở này ra đi. Cắt ra, xong đổ vô đây. Biết cầm kéo luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổ vô nước. Đây nè, đổ đi. Đổ không phải đổ vô đây, đổ vô nước đây nè. Ừ, đó. Cái muỗng quậy lên nó sẽ ra xà bông nha. Thơm quá. Thơm quá hả? Giống xà bông chưa? Này giống sữa quá vậy. Xà bông nè. À, có bọt á, xà bông là có bọt đúng không? Wow, trời ơi, đẹp quá vậy. Xà bông giống thiệt quá à. Giống thiệt không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ múc bỏ vô đây để khi dặn dòi nó sẽ ra xà bông nha. Yes. Rồi, Bi múc đi Bi. Rồi. Đó, đó, giỏi quá, đổ tiếp, đầy xà bông luôn. Rửa chén mà, phải có xà bông chứ. Rồi, dặn ra thử nó ra không? Không có da. Đúng ra, thì ra, thì... ra nước. Few minutes later. Bắt đầu thấy xà bông ra từng giọt rồi nè. Wow, bắt đầu ra kìa. Xà bông nó sẽ chảy từ khe đó. Để ba coi, ba quay phim. Xà bông nó sẽ chảy từ khe trên đây, nó xuống đây nha mọi người. Rồi bây giờ chứ Bi lấy chén rửa đi. Trời, lấy này rửa chén chứ đâu phải lấy rửa tay đâu. Xà bông rửa chén mà.
Chippy cứ thích chơi luôn anh em, nãy giờ nó ngồi nó chơi hoài luôn à. Đây bà rửa chén cho nha. Nani? Hết xong bóng rửa chén rồi. Tôi uống hết xà bông rửa chén rồi. Quá, wow, Chippy thích chơi xà bông quá anh em. Chippy rất là thích chơi xà bông luôn. Đây cho ba mượn đi. Đây. Chippy, Chippy biết cái gì sao xà bông này nó mùi sao không? Nhưng mà con không ăn. Nó chua chua ngọt ngọt. Thôi vậy đi chơi tiếp đi. Trời. Bây giờ mình sẽ nặng nước sấy con gấu dưới xe lửa. Chippy nó dành mỡ anh em, để coi nó mỡ làm sao nha. Mở đi, mở đi. Đó. Trời wow. Đây, Chippy mở ra nè. Để coi ở trong nó có nước sét nặng cái hình gấu giống vậy không nha. Yes. Bây giờ mình sẽ mở nước sét ra coi coi có gì trong nè. Wow, nó có giống như nước sét vậy á. Nhưng mà mình có thể nặng, mình có thể ăn. Cái này là kẹo. Giống như kẹo nước sét, chứ không phải là nước sét nha. Mình không được ăn nước sét thiệt. Rồi, Chippy nặng cái hình gấu đi. Rồi, rồi. Để coi Chippy nặng cái hình gấu nha. Đầu tiên mình nặng được cái đầu con gấu rồi nè. Sao chứ bị nặng tiếp đi. Rồi sắp ra con gấu rồi nè. Yeah, ra con gấu rồi nè. Bây giờ mình sẽ lấy con gấu lên đi mình ăn. À, thiếu cái tay rồi Bi ơi. Tay đâu? Lụm cái tay lên cho ba. À, ta ăn cái tay của tôi rồi. À, ăn này luôn đi. Nặng xong con gấu thì mình sẽ trời bị nuốt nước này luôn nè. Uống nước bồn cầu á. Uống nước bồn cầu ăn nước sét. Trời ơi ghê quá, uống xà bông nãy quậy nè, với lại ăn nước sét nặng nè. Còn bên đây thì Bibo vẫn làm sushi nè. Để coi Bibo làm được món gì rồi. Đây là miếng cá hồi nặng từ kẹo nha. Đây bây giờ mình sẽ đắp miếng cá hồi Bibo mới nặng ra hình sushi cho anh em xem. Đó, ra hình sushi cá hồi nè. Giống như sushi thiệt vậy nha, mà là kẹo nha. Ăn sushi đi chứ Bi. Trời, người ta làm xong cái này đẹp không ăn. Ăn cái cục cơm đó. Ý bà là ăn này nè. Ghê quá hả? Bị bà ăn nè. Ừ, ngon không? Tiếp theo Chippy sẽ làm bánh kem. Đó, trong bánh kem nó có khuôn, nó có rất là nhiều bột luôn. Bây giờ mình sẽ pha bột nha. Wow. Đầu tiên Bi sẽ đổ nước vô, mà đổ ít thôi nha. Để làm cái bánh khuôn đầu tiên nè. Sau đó đổ bịch màu xanh vô. Sau đó quậy lên nha. Nhìn giống câu câu quá. Và đây là bánh nha, chứ không phải câu câu. Ủa phải bánh không hay câu câu? Bánh rau câu. À vậy là hai loại luôn. Mình tưởng là câu câu hoặc là bánh chứ. Là bánh câu câu nha. Ở dưới là câu câu, trên là bánh. Tiếp theo mình sẽ làm bột màu cam nha. Bây giờ để làm cái bánh này mình phải bỏ vô khuôn nha. Chứ Bi đổ vô khuôn đi Bi. Để nó ra những cái hình nha. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi, bỏ hết luôn mới bỏ được. Bỏ hết chưa luôn. Mình pha rất là nhiều màu luôn. Đủ cái khuôn rồi nha. Chúng ta làm muỗng dày để xíu ăn cho nó sạch sẽ nha. Yes. Trời ơi, thèm quá chấm tay liếm luôn hả? Nó sắp đông rồi nha, trong khi đợi nó đông thì bên đây á tụi mình làm xong sushi cá màu vàng rồi nè. Y chang cá luôn. Trứng. Trứng chứ. Ăn không Bi? Nope. Ghê quá Bi, nó không ăn. Không ăn. Ba này. Bị ăn đi. Nope. Cái màu vàng nó rớt xuống đất ghê lắm. Bị đừng ăn nha. À. Ăn đi ngon mà. Đâu rớt đất đâu. Đó. Có rớt dính xíu xíu. Bắt đầu mấy cái này đồng ấy. Rồi xong. Cái đồng mà nó rớt bên đây rồi. Màu tím với màu vàng khác nhau mà. Nói chung luôn hả? Đông rồi đó, cứng cứng rồi nè. Để xíu nó đông mà cho mọi người xem nha. Trong lúc đợi mấy cái này đông, tụi mình sẽ làm thêm hai cái bánh khoai tây chiên. Mình sẽ làm bánh khoai tây chiên coca nha. Bây giờ Chippy đổ bột làm khoai tây nha, thấy ghê quá à. Nhìn giống như dán sữa quá à. Bây giờ sẽ cắt ra để cho nó không chèn qua mấy chỗ khác nha. Rồi chế nhiều lên Bi. Wow, trời ơi nó xì ra. Nó xì lên giống coca thiệt lắm nè. Wow, uống đi Bi. Không hút đâu. Uống đi Bi. Ghê quá hả? Nè. Trời ơi ghê quá mà hửi cái chân. Bột này xịn quá à, ra coca thiệt luôn nè. Bi uống thử đi. Bi uống thử đi, coca thiệt mà. Nope. Bi nó sợ. Thơm nó, thơm coca lắm á. Coca. Đó.
Quá, hửi nghe mùi. Ghiền không? Hửi nghe mùi là bắt đầu thấy thấy thích rồi. Có thơm ghê. Thơm lắm nha. Nani? Ủa sao vậy? Củ cải ngon mà sao ai cũng ẻ vậy? Ngon mà. Đau bụng quá. Nani? Đau bụng quá Bi. Thế này. Không, lúc đó thì mấy cái hộp này đông rồi nè. Bây giờ Bi lấy cái này ra đi cho mọi người xem đi. Bánh nó đông hết rồi nè. Đó, đẹp quá trời luôn. Hình giọt nước. Bỏ bút không được, em. Bóc luôn đi. Bỏ lên cái bánh nè. Kiểu trí nè. Đẹp không? Bỏ lên bánh đi. Bỏ lên bánh đi. Bánh. Đó, trời ơi, nó lấy nó ăn luôn rồi. Phải trang trí cho đẹp rồi mới ăn chứ. Bỏ lên bánh nè Bi. Đó. Lấy ăn nữa. Wow, đẹp quá trang trí nè. Chung trang trí giống cái hình nè. Ngon quá, Bi nó ăn tới tấp luôn rồi. Ngon quá. Wow, lần đầu tiên ăn được cái này luôn á. Ngon lắm mà. Nó ăn nữa rồi. Bây giờ để tôi ăn cái này. Rồi xong. Lụm ăn luôn kìa. Trời ơi, thèm quá rồi. Trời ơi, trang trí tới đâu ăn tới đó à. Ủa Bi bò sao không múc ra nữa đi. Hả? Múc từ cái khuôn ra. Trời ơi. Nó ăn nguyên cái khuôn luôn kìa. Trò chơi này vui không Bi? Rất mệt. Anh em mọi người nhớ like cho Chippy nha. Để Chippy bày ra nhiều trò cho anh em xem nữa.